Happy Life July xin chào các bạn. Bữa nay mình thâu một cái hình của mấy cái trái mãng cầu bây giờ nha các bạn. Cách đây một tuần thì có một trái nó bị nứt. Mình đem vô mình để khoảng 3-4 ngày thì nó mềm. Hôm qua mình cắt ra ăn thì rất là ngon, dai mà thơm lắm. Cho nên bữa nay chắc là mình phải cắt thêm vài trái nữa. Tại vì nó có thể là nó đã già rồi, chỉ có cái là mình nhát, mình chưa dám hái, tại mình sợ nhỡ mà mình hái mà nó chưa có chín thì uổng, cho nên mình cứ chần chừ, mình chưa có dám bẻ. Bữa nay mình phải hái vài cái, tại mình thấy nó cũng tương đối là già, mà một mình đã ăn một trái rồi á thì nó ngon quá, cho nên là có thể là mấy cái này nó đã già hết rồi. Cái tiếng xô, cho nên mình sẽ hái từ từ. Đây là cái trái mà mình hay gọi là cái trái đại cù diệp các bạn. Bây giờ nó bự lắm rồi ha. Nó đây, nó cũng có cái lằn nứt kìa ha. Bây giờ mà so với cái bàn tay mình nó thì không thấm vào đâu với ảnh hết á. Hồi lúc nó còn nhỏ nhỏ mình hay để cái bàn tay cho các bạn coi đó, thì bây giờ cái bàn tay của mình á thì không có gom trọn ảnh được, ảnh bự lắm rồi ạ. Đó, thì bữa nay sẽ hái nó ha. Rồi xem hái thêm vài cái trái bên cạnh nữa. Còn cái trái mà mình hay nói nó khóc tùng tủng ở dưới đất á, thì các bạn thấy là nó nè, bữa nay nó về rồi nè. Đây, ông xã mình mới bỏ phân tiếp tục để mà có thể là hái cái đợt này thì mình dưỡng cho cái lần hai, cho cái đợt sau kế tiếp. Đây, cái trái này là thấp nhất á các bạn. Bữa hổm mình để cái tay cho các bạn coi đó. Đó, thì cái gan tay của mình nè, rồi mình để lên á đó. Đó, thì nó đây nè. Rồi cạnh bên nó còn có cái thấp hơn nữa. Còn có con trái bây giờ nó còn thấp hơn nữa, đại ca thấp luôn. Thì bên cạnh nó có mấy trái lớn ạ. Rồi, share với các bạn thấy mừng quá, mà ăn thấy ngon, cho nên là nó sẽ được giữ lại. Tại ông xã mình hâm nó hoài à, nếu mà nó không ngon á thì ông sẽ cắt bỏ để trồng cây khác, và hy vọng là giữ lại luôn. Và nó ngon, nó rất thơm mà nó dai lắm ạ. Đây, cái trái này cái bữa nay mình sẽ bẻ nè, tại nó hơi bị nám nám, cái tội của mình hồi xưa á, mình cào á. Còn những trái khác thì cũng tương đối, cũng già hết. Mình cố gắng dành cho tới Tết, tại vì Tết ở bên đây cái trái này mắc lắm. Nếu mà mình ra chợ mua rất là đắt, cho nên là mình phải cố gắng mình giữ, mình để dành được trái nào hay trái đó. Còn ăn thì chừng nào ăn cũng được, cho nên là mình sẽ cố gắng giữ lại tới đâu hay tới đó, cho Tết mình trong nhà mình có trái cây. Trái cây này là trái cây hạng hiếm đó các bạn thấy ha, to lắm á. Để mình đi vòng qua cho các bạn coi cái trái to này, to rồi ha. Đó, anh này to lắm, anh to nhất nhà rồi đó. Rồi bây giờ bên đây, bên hông này mình cũng có to nữa đó. Đây, đó, các bạn thấy ha. Trái này giống như trái này thì mình để Tết được nè, tại anh còn nhỏ quá nè. Còn mấy trái này á, nè các bạn thấy không, câu cái dây vậy nè mà nó chì cái dây xuống, bữa nào gió là sợ cũng chết luôn. Trời, nó nặng quá. Đây, cái trái này cũng to lắm nè, bạn thấy không, cái bàn tay mình nè, đó, to lắm. Rồi kế bên đây cũng khá to nữa nè, coi như là cái đợt này nhiều cái to lắm. Cái này mình có thể để nè, nhưng mà mình có thể để được Tết nè. Nè, cái này là mình định mình bẻ nè, tại nó bị nó hơi lém lém, nhưng mà thấy nó cũng già lắm rồi ha. Các bạn thấy cái nhánh này các bạn thấy mề không? À, cái trái bự hồi nãy đó thì mình quay ngược lại đó, thì nó bên này nó bự lắm. Nó bự lắm luôn đó. Nghe, rồi đây nè, hai trái thấp nè. Mình nói thấp chứ nó cũng chưa có thấp lắm đâu, nó còn thấp nữa nè. Nó thấp vô cùng luôn không?
Đây, cái phone mình đưa lên nha. Đó, nó đó. Nó sắp chỉ luôn ha. Rồi sau lưng nó cái trái to nè. Đó. Đây da. Chung với con mắt á. Đây, để cho chút xíu nữa mà vẽ nè. Thấy nó đen rồi. Nha. Đó, các bạn thấy chưa? Thấy mê chưa? Leo trèo, leo trèo. Giới thiệu thì phải giới thiệu cho hết. Đó. Cái này cũng ok lắm nè. Đó, các bạn thấy không? Sau một năm sau một năm take care thì nó được như vậy đó. Đây, trái này là trái này là trái đầu tiên. Cái này là trái đầu tiên mà mình thấy nó lên, nó thụ, nó thụ cái hoa của nó, cái hoa của nó có được trái á, là trái đầu tiên á, mà nó cũng lớn lắm đó, các bạn thấy không, nó cũng bự lắm luôn á. Đây tay mình nè, nghe rồi cái đó là cái nó đó, rồi bên đây cũng là cái lớn luôn nè. Wow, ham quá. Các bạn thấy không nè, đó. Cái bên kia nữa kìa. Đó. Nhìn đi. Sắp sửa ăn thịt nó rồi. Đó. Cái này chắc mình sẽ đánh nè. Mình thấy nó già. Cái này cũng vậy luôn. Để lên nè. Đó. Giống trái mãng cầu Việt Nam hơn các bạn. Nó to nhưng mà nó ăn cũng thơm ngon vậy đó. Cái này là mãng cầu Úc. Wow, bữa nay là phải xử tử vài em á. Chiều nay là vẽ vài em vô. Đi hơi bận, coi xíu thôi rồi đi vô. Chiều ra hái hết. Hết luôn. Đó. Hai cái cái một chùm. Là chúng em đọc đầu đài chiều nay. Đấy, cái này là view chiều nay sẽ được cắt nè. Cái này cũng vậy luôn. Cái tiên sô. Đó. Cái này. Trời ơi rồi cái này. Nhiều quá. Ham quá. Nhiều quá. Đó. Bạn thấy không? Rồi. Đó. Nhiều quá. Đó. Này là chị cũng sẽ vẽ nữa nè. Vẽ vài trái cho bà chị My ăn thử. Rồi bên kia nữa kìa. Thôi. Xem với các bạn một chút cho vui. Mình trồng thì mình quý. Chứ thật sự chắc người ta cả cái farm thì cái chuyện này người ta không có quý gì đâu, người ta không có phải lặn lội như mình tụi mình vậy đâu, vì tại vì mình trồng ở nhà, mình canh nó từng ngày từng giờ, cho nên bây giờ thấy nó được như vậy mình thấy rất là mừng, mà ăn ngon nữa, fresh nữa, đâu phải ở ngoài chợ mà mình mua được những cái trái mãng cầu ngon như vậy, basically mình mừng quá. Các bạn thấy ha, không phải là vườn mãng cầu, chỉ là cái cây mãng cầu thôi, nhưng mà cũng chắc được mười mấy hai chục trái, đặc biệt là trái to, cho nên thích lắm. Đã ăn thử rồi ngon lắm, cho nên là phải ăn tiếp tập hai. Cái trái này là chắc quyết định là chiều nay phải lên danh sách nó rồi. Cái này cũng vậy nè, lên danh sách rồi. Cái này là lên danh sách hết luôn. Cái này lên danh sách hết. Chỉ chừa lại vài trái. Nói vậy thôi chứ mình sẽ hái từ từ. Một trái, hai trái để cúng. Cúng xong mới chín mình ăn. Ăn xong cái này để cúng tiếp. Hái trái khác để cúng. Cứ như thế mà nhàm. Ở trên đây có trái con này nè. Cái con này thì để Tết được nè. Nhỏ xíu thôi. Đó.
cái này để Tết được đó. Còn những trái khác thì từng từng từ em một, từ em một sẽ được lên danh sách, lên danh sách cúng dường, cúng dường Phật chứ là tới tiên, cúng dường cho gia đình đấy không các bạn. Ok thôi bây giờ mình phải đi vô học bài, đang học mà bỏ trốn ra đây quay phim cho các bạn coi nè, ham quá. Mẫn cầu của ai mà đẹp thế này. Chồng vậy thì cũng thấy mê thiệt, tháng năm ăn lần cũng được, miễn có để ăn là được rồi. Vì vui, ở trên đây có một trái này các bạn, ở trên đây có một trái đó, cái đó chắc để Tết được á. Các bạn thấy không, ở trên mình cũng gắn một hai trái, còn toàn bộ là dưới đất không, không có gần lắm mà sát mặt đất luôn đó. Rồi thôi nha các bạn, chắc là không có quay nó nữa, tại vì tới ăn rồi, ăn nó hết rồi còn cây thôi, thì hẹn là năm sau các bạn. Đây là cái trái mà to nhất của mình á, ráng để cho các bạn coi cho nó rõ nè, với cái tay của mình luôn đó, mình ôm nó nè. Rồi xin chào các bạn ơi, hẹn lần sau nha, ăn chung với mình nha. Bye các bạn.